Thưa quý vị, sau khi được phân bổ vaccine phòng COVID-19, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai tiêm nhắc lại mũi 3 cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Trong đợt đầu tiên, Bệnh viện 199 được phân bổ hơn 3.000 liều vaccine Pfizer và sẽ tiến hành tiêm nhắc lại mũi 3 cho những cán bộ chiến sĩ đã tiêm mũi 2 được ít nhất 3 tháng. Đối tượng ưu tiên đầu tiên là những y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp tham gia nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Tôi rất là yên tâm tiêm để đảm bảo sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dự kiến là trong một ngày thì chúng tôi sẽ tiêm khoảng 1.000 trên 1.000 mũi trở lên. Trong 3 ngày thì chúng tôi sẽ hoàn tất được 3.000 mũi. Sau khi hoàn thành tiêm mũi 3 cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêm chủng cho công an các đơn vị ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.